Cuộc họp này rất là quan trọng. Chuyện này á là quyết định chuyện sống còn của ba anh em mình. Bây giờ thể hiện cái tình cảm ba anh em mình đi ha. Coi như là dù đồng ý hay không đồng ý cũng phải thề là không được tiết lộ cái chuyện này ra. Rồi, thề đi. Thề, rồi nói đại đi anh ha. Thề gì vậy, khỏi thề đi. Chứ mấy thề cái kiểu gì chơi. Rồi rồi, em tò mò lắm. Bây giờ tôi, Quang Học, xin thề. Đó, ta chưa thấy cái động tác này nha. Xin thề. Ngọc Cái xin thề. Nè, chuyện này quan trọng lắm nha. Cái gì? Ba anh em tụi mình á quyết định đồng loạt đi về Sài Gòn. Cái gì? Anh nói cái gì vậy anh hai? Mình cố gắng dữ lắm mà bây giờ mình ra đi là mình trắng tay đó nha. Em nói thiệt sự là em bữa nay em cũng ngán bà nội lắm rồi. Trời ơi, bà nội kìm cặp dữ dội lắm. Nhưng mà em nói thiệt nha, nếu mà giờ về Sài Gòn tự nhiên cái uổng mấy tháng qua rồi sao? Đúng rồi, đúng là tụi mình rất là cực khổ. Nhưng mà nếu như đi về tụi mình không còn gì. Bây giờ suy nghĩ nè, nghe anh phân tích nè. Bà nội là người sống đơn thân đúng không? Đúng. Bây giờ khi bà nội mất thì tài sản đó chỉ cho ai? Thì theo luật á là chỉ cho ba. Tại vì ba là con độc nhất của bà nội. Chính xác. Lỡ bây giờ mà ba mà mất đi một cái á, tài sản đó chỉ cho ai? Em biết, tài sản chia đều cho mẹ với ba anh em mình. Chính xác luôn. Mà bây giờ mà lỡ mẹ mất thì sao? Ba anh em mình. Đó. Cho nên là bây giờ ba anh em mình cực khổ ở đây làm gì? Bây giờ chi bằng là ba anh em mình đi về Sài Gòn hết, để lại cái căn nhà này cho ba với mẹ ở đây hưởng. Rồi khi mà coi như bà nội bà mất một cái là coi như tài sản đưa lại cho ba, ba chia cho anh em mình, hiểu chưa? Quá trời. Gì quá trời? Vậy? Thiệt. Công nhận ba mẹ mình có phước ghê. Đẻ ra hàng con nuôi cho nè, trưởng thành nè, cao to lớn cưới vợ cho. Rồi giờ hả ngồi đây trù ba mẹ mình chết, trù cho bà nội chết để chia tài sản. Ê, cái đó mày hổn nha. Ai hổn hơn? Anh trù bà nội với ba mẹ chết mà anh kêu là tôi hổn hả? Tao không có ý chù ẻo nha. Bây giờ mình nghĩ lại coi, trên đời này ai sống mà không chết không? Đúng rồi các ơi, không có cả anh hai. Cái đó là quy luật tự nhiên. Chẳng hạn như bây giờ em chết thì tài sản thuộc về anh thôi, đúng không? Ừ. Như vậy? Gì ba? Thì đúng rồi. Không hả? Tôi còn con tôi tự nhiên à. Là bây giờ là coi như là mình cứ nghĩ tới tương lai thôi. Thấy không? Bà nội sau này là cũng để lại tài sản cho ba. Để lại tài sản cho ba, để lại cho ba anh em mình. Vậy chi bằng là ba anh em mình đi về Sài Gòn. Thấy không? Tự nhiên cái ba đứa ở đây, cả gia đình của mình là coi như chịu cực chịu khổ. Quá chuẩn luôn anh hai. Em đồng ý với anh hai, còn các nó làm sao thì em không biết. Ơi, giờ tôi thấy vậy nè, cứ coi như là giờ tôi đồng ý đi. Đi theo phe tụi mình đi. Đó. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ai, ai là người đứng ra nói với bà nội điều đó? Hả? Anh hả? Cái gì? Dám không? Không nha. Đó, nghe không? Hỏi tới là ai đứng ra đại diện nói bà nội là bắt đầu im re liền. Ê, tao có cách rồi. Nè, bây giờ tao sẽ dùng cái chai nước này, tao sẽ xoay một vòng. Cái đầu mũi này á, mà chỉa người nào là cái người đó phải lãnh cái trách nhiệm đi nói với bà nội. Đồng ý không? Tâm linh nữa anh hai. Cái này tao phải nhờ tới một người đó. Ai? Ông nội. Nghe giỡn ra gà luôn á. Đợi tao tí xíu, dẹp giùm tao này ra đi. Ông khoan nữa, mày qua đây mày ngồi đi. Ta phải ngồi chính diện để rồi chứng cho ta. Rồi, vậy em ngồi bên đây. Cho đúng nè. Đó. Được chưa? Rồi, tập trung nha. Dạ ông nội ơi, hôm nay tụi con có cái cuộc họp. Tụi con ở với bà nội khó quá. Cho nên hôm nay con cầu xin ông nội chỉ dẫn cho tụi con. Cho tụi con coi như cái chai nước này chỉ đứa nào đó, cho đứa đó nó vô nó nói với bà nội. Dạ. À quên nữa. Dạ ông nội ơi, nhớ đừng chỉ chúng con nha ông nội. Vậy? Ủa, bay nghe luôn hả? Nghe xuống ngay. Có cần quay lại không? Quay gì vậy ba? Ba đứa bay nè. Ủa? Ba đứa còn bất hiếu. Ủa? Ba, tao không ngờ lúc tụi bay khôn lớn lên người vậy á.
Giờ tụi bay trù ẻo cho tao với má mày, với bà nội chết sớm hơn. Cái chuyện nãy giờ tụi con nói ba nghe hết rồi hả ba? Tao nghe hết rồi. Tụi bay khấn gái làm sao? Tụi bay âm mưu làm sao? Ba tụi bay nghe hết. Tụi bay đòi bỏ nhà này tụi bay đi. Tụi bay để ba má tụi bay ở lại đây. Sao có chịu nổi với bà nội mày? Ủa? Có đi là đi chung để mình ba mày ở lại. Ủa nhưng mà theo đúng cái lệ là ba là con ruột của bà nội thì ba phải ở lại chăm sóc bà nội chứ. Dạ đúng rồi ba. Cái đó là chuyện hẳn nhiên. Ba là phải chăm sóc bà nội. Dạ. Nhưng mà không được ở chung nhà. Thật ra đi, tụi con đi mà phải dắt ba má đi chung. Không được bỏ ba má ở lại. Đứa nào mà bỏ ba má ở lại mai mốt á, ba có tài sản á, ba không chia cho đứa đó được. Ba đi chung thì cũng được rồi đó. Nhưng mà cái chuyện này á là ai là người phải đứng ra nói với bà nội nha. Nãy tụi con thỏa thuận rồi, cái chai này quay tới đâu là người đó nói. Đúng rồi, bà nói đó. Mà hồi nãy lúc đó bà chưa tham gia nha. Nhưng mà tụi con đã giái ông nội rồi, ông nội chỉ ai là người đó sẽ đi nói với bà nội. Đúng. Bây giờ ba phải là người đại diện đi nói với bà nội. Cố lên ba, vì tương lai con em ba hãy cố gắng lên. Con nghĩ chuyện này ba sẽ thành công. Ủa sao ba phải ngồi đây? Chứ ba ngồi đâu? Cái thế của ba là ba phải ngồi đây nè. Không được con, này chỗ bà nội con. Ba dạy con sao? Ba dạy con đàn ông là phải mạnh mẽ lên. Mình có đừng có bị yếu thế. Ba phải qua bên ngồi đây nè. Đó, ba qua đây ngồi đi. Đó. Ba, cái gì vậy ba? Ba ngồi đàng hoàng coi ba làm gì ba xịt qua xịt tới xịt đuôi vậy? Rộng quá, ghế rộng. Ba ngồi phải thẳng cái lưng lên nè. Ba ngồi. Đau đau con. Đau cái gì? Ba bị thoát vị địa điểm. Thoát vị địa điểm thì ba cũng phải cố gắng ba ngồi lên không? Ba ngồi thẳng lên vậy nè để làm chi? Để mình giữ cái vị thế của mình, giữ cái uy nghi của mình, mình giữ cái cuộc nói chuyện để nói chuyện với bà nội. Nhưng mà ba ngồi thẳng hồn nó cũng cong à. Bà nội ngồi được rồi sao ba ngồi không được? Bà nội con khác, hồi xưa bà nội con có mấy hecta cái vườn tược lận. Rồi mỗi sáng bà nội ra mà hái trái cây á, là bà nội nhón hái trái cây. Nhón riết rồi lưng bà nội mới thẳng. Con khổ ba ghê luôn á. Thôi, bây giờ cái chuyện mà tư thế là coi như là thua rồi đó ha. Bây giờ ba phải tập trung cái giọng nói đi. Ba phải nói cái giọng mà coi như phải dõng dạc, phải mạnh mẽ lên thì nó mới tạo ra được một cái sự gọi là hùng hồn của ba. Ba hiểu không? Đúng không? Bà nội mới nhìn vô, bà nội mới nể ba được. Ba bị phổi rồi, nhỏ bị nhiễm lạnh rồi, từ nhỏ lận yếu lắm. Bây giờ ba nói được là mừng lắm rồi á. Bây giờ la lớn một cái tự nhiên là ba không thấy được, ba xỉu luôn đó. Ba, con nói với ba rồi nha. Ông nội á là đã chỉ định là ba là cái người trụ cột trong gia đình rồi. Ông nội chỉ định ba phải là người mạnh mẽ, ba phải là người có tiếng nói trong gia đình. Ba mà kiểu như vậy là ông nội thất vọng mà tụi con cũng thất vọng. Cứ ba phải chịu tại ba bệnh tình của ba nói gì vậy, nhưng mà ba muốn hả? Thì ba phải cố gắng lên chứ. Trời ơi, giống như là ông trời ông xin ba vô một cái cung mà hèn hèn hay sao ba? Thì mày không được khổ với ba nha. Mày nói chuyện qua mày nãy giờ ba mày nghe nha. Bây giờ cứ nói ba mày hèn cứ đó tao quánh mày chết đó. Đó. Ba. Cái nào vừa phải nữa chứ. Ba của con, ba phải giữ cái giọng điệu này cho con, ba phải giữ cái thái độ này cho con. Ba phải quạo quạo vậy đó. Ba nói chuyện mới được chứ bà nội. Ba nói thiệt. Ủa là phải giận quạo quạo cộng cộng kỹ hả? Đúng. Bà giữ được không? Giữ nguyên cái thái độ cho con nha. Được nha. Được, bà đặt được phải không? Được. Con vô mời nội nha. Bình tĩnh nha. Giữ nguyên cái trạng thái này cho con. Thưa má, má ngồi má. Mời má ngồi, mời má ngồi. Bà. Mời má ngồi. Bà. Má cứ tưởng hôm nay nhà quan chức chủ. Dạ. Có người giành ghế của má. Dữ. Chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà kêu má xuống đây vậy? Dạ cái gì nói lẹ lên đi, má mệt lắm rồi.
Thưa... Bình tĩnh ba, bình tĩnh. Thưa má. Nhìn thẳng vào mặt má nè. Dạ. Thưa má, tụi con... Tụi con cái gì? À... Muốn nói cái gì? Nói! Muốn về Sài Gòn. Nhìn tôi. Dạ. Ngước mặt lên nhìn tôi. Dạ. Nhìn thẳng tôi. Nói lại. Muốn cái gì? Dạ. Muốn cái gì? Minh Trưởng muốn về Sài Gòn. Rồi sao nữa? Rồi sao? Rồi sao? Ngọc Cát nữa. Nó cũng muốn về Sài Gòn. Tiếp. Con vợ con cũng muốn về Sài Gòn. Tiếp. Con nghe lời tụi nó, con về chung với tụi nó. Con như nguyên đám về luôn. Vậy sao nãy giờ con không nói nguyên đám về? Con kể tên từng người chi cho má nghe mắc mệt má vậy con? Dạ, tại... Tại gì? Con muốn gia đình về Sài Gòn hết. Gia đình con... Mà nói chuyện giờ tôi được không? Chắc chưa? Quyết định chắc chưa? Chắc chưa? Chắc. Ừ. Nếu chắc thì về đi. Nói với má làm gì? Ủa? Bà nội. Bà nội nói thiệt hả bà nội? Nội bao giờ nói xạo với mấy đứa. Sửa soạn về đi. Dạ, dạ, để con sửa soạn đồ, con kêu mấy đứa về Sài Gòn liền. Dạ. Đưa má con đi. Dạ, thưa bà nội con đi. Chơi chiêu trò để đàn áp bà già này hả? Các con các cháu ơi, các con các cháu còn non mà xanh lắm. Nay mặc áo màu xanh non. Ba. Ừ. Ồ, ở vậy vậy đủ hết chưa? Dạ. Ở đâu đủ hết rồi mình đi. Mẹ con với là vợ con á là coi như là kéo Paris ra ngoài cổng rồi. Còn Quang Học thôi hả? À. Cái thằng này, hôm nay đã hẹn đã đi chung rồi. Vậy mà nó đi đâu không biết nữa. Ờ, có khi nào đi trước không? Cái thằng này là chuyên gia nè. Đi cũng đi trước nè. Chung cũng chui trước. Chắc vậy rồi á. Không lấy mình đi đi. Không có đâu ba. Hồi chiều giờ là con có thấy mặt nó rồi đó. Ủa vậy sao? Mà đợi con tí xíu đi, con gọi điện thoại cho nó coi. Ừ. Thằng thiệt. Lúc nào cũng vậy, nó làm gì không là láng không. Ủa? Dạ, à, chào nội. Dạ nội. Ủa, sao mọi người chưa đi hả? Dạ. Nè, đi nhanh nhanh lên nha. Xe người ta đợi ở ngoài đó. Với lại là đi là phải cùng đồng loạt đi một lượt hết. Đừng có bỏ lại ai sau lưng nha. Dạ, con nhớ mà. Sao rồi, sao rồi? Bà, gọi nó không bắt máy. Máy Quang Học có trễ không? Không, làm gì có. À, thằng Quang Học chắc là nó đi trước rồi. Thôi mọi người đi đi, đi vui vẻ nha. Đi dạ đi. Dạ dạ. À, thôi, con không đi đâu. Nếu như mà không có anh Quang Học, con không đi. Ủa, cái gì Ngọc Cát? Em nói là coi như là cùng nhau đi mà tự nhiên bây giờ em không đi. Gì vậy? Không, không, có Quang Học con cũng đi luôn. Ủa, hai đứa lạ không? Đã nói đi cùng, tự nhiên bây giờ không đi là sao? Cái gì? Sao mà không đi? À, bà nội. Cái gì? À, ba chị nói. Dạ, dạ thì nói chung là gia đình con là quyết định dày. Nếu mà không có Quang Học là gia đình con không chịu đi. Hả? À, dạ. Vậy thôi. À, dạ. Đó, vậy có phải là người một nhà không? Ở chung với nhau dù muốn chết, đi làm gì? Không đi phải không? Dạ. Kéo mà đi lên lầu. Dạ, dạ. Đi đi mà. Đi, đi, đi. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, chào nội. Con. Cái gì vậy? Dạ. Thưa nội con đi. Con lấy nha nội. Lấy đi con.